giống cả con khủng long ở đây luôn. Trời ơi, con nhìn thấy con đỉa chưa? Con gì đây? Đỉa. Đỉa là con gì? Con đỉa. Khủng long. Làm cách nào để có thể giải cứu các con động vật này ra? À, có một cách là đập vỡ. Bể ra, nhưng mà nếu mà đập thì sẽ làm các con động vật bên trong đá làm sao? Bị đau. Muốn làm cách nào để các con động vật không bị đau mà mình cũng có thể giải cứu được? Từ từ xong bể ra vẫn bị đau và mình vẫn là đập. Có cách nào nữa không? Một cái chân của con voi đã hở ra rồi này các bạn này. Thấy chưa? Sao đấy chưa? Mà vỡ đã. Mẹ ơi, rồi, tiếp theo bây giờ. Voi mà. Bây giờ sẽ sang bên này giải cứu. Màu đẹp quá. Màu lên đây nào để cho đạ, để cho muối nó ngấm để cho tự tan nào. Đang đi. Cứu. Mình đi lấy một cốc nước tắm. Mình thử cách đổ nước vào nào. Mẹ mình có nhìn thấy cái Minh ơi. Thôi thì không cần học đâu. Mẹ cất đi. Wow, các bạn ơi. Hai đen. Khỉ có đuôi à? Các bạn nhìn này, khi cho muối vào, đá tan rất là nhanh luôn. Ôi, sắp sửa giải cứu được một bạn rồi. Và theo cách của bạn Việt Hưng vừa đưa, chúng mình sẽ thử đổ nước ấm vào. Ấm vào.
thử đổ nước ấm vào xem là tan nhanh hơn không nhé? Không. Đó. Tan rồi, tan tan rồi. Tan nhanh luôn. Bạn ơi, sắp sửa cứu được. Sắp sửa cứu được rồi. Nào để cho đá tan ra hết nha các bạn nhé. Bên này sẽ là muối còn bên kia sẽ là nước. Thử xem là cách nào sẽ làm giải cứu được các bạn động vật nhanh hơn nhé. Minh ơi, mẹ xin mời Minh ngồi thẳng lưng à. Lấy một cốc nước. Đi bạn ơi, chuyển tay nhau.